Nếu nhắc đến hai idol giới trẻ nhận được nhiều sự yêu mến nhất hiện tại thì phải gọi tên Quang Linh Vlogs, tên thật Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, và Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991. Cả hai đều gây ấn tượng với hình tượng thanh niên hiền lành và tử tế, cũng như có content sạch. Phải nói thêm rằng, cả Quang Linh lẫn Khoai Lang Thang là những người bình thường, không hoạt động trong showbiz nhưng sức hút và cách mà giới trẻ săn đón họ được xem là đỉnh nhất nhì hiện tại ở Việt Nam. Lý do đến từ việc, trong những năm qua, hai gương mặt này có những tác động đến cộng đồng. Trong khung hình hiếm khi cả hai ngồi cạnh nhau, lần đầu check-in thân thiết, Quang Linh viết, thần tượng của tôi đây rồi. Trong khi đó, Khoai Lang Thang cũng bình luận được bức hình, ôi em tôi, tươi x2. Hiện bức ảnh gây bão này của Quang Linh Vlog và Khoai Lang Thang đang nhận về lượt tương tác khủng, hàng chục nghìn người đều tỏ ra bấn loạn trước màn hội ngộ cực khủng hai idol giới trẻ này. Ở một khoảnh khắc khác, Khoai Lang Thang cũng gặp mặt thân thiết với team Quang Linh và team Hằng Du Mục. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò trước màn hợp tác và không biết hai idol có làm việc hay có dự án chung nào trong thời gian tới hay không. Bên dưới hình ảnh của Quang Linh, nhiều fan của bộ đôi đã vô cùng thích thú. Nhiều người nhận xét bức hình của cả hai còn có nét giống nhau khi cùng có mắt cười, làn da ngăm đen và có kiểu tóc, lẫn áo giống nhau, đúng là tưởng không giống, mà giống không tưởng. Dưới đây là một số bình luận nhận xét về màn xuất hiện chung này. Hai thần tượng trong cùng một bức ảnh, hóng anh Khoai vào phiên livestream của Quang Linh với Hằng Du Mục. Hai người mình yêu mến đều trong một khung hình, cực phẩm là đây. Người trưởng thành nên tôi chọn tất cả, đẹp trai, tử tế x2 trong bức hình, vừa là fan Linh, vừa fan Khoai Lang Thang. Tự nhiên trong tấm này hai idol trông giống nhau quá. Được biết, đây là lần đầu tiên Quang Linh và Khoai Lang Thang xuất hiện chung với nhau. Trước đó, dù chưa từng gặp mặt, song fan của hai bên đã rất mong có màn gặp mặt chung này bởi hai chàng trai đều đẹp trai, tử tế và đi theo hướng xây dựng nội dung tích cực. Hiện tại, Quang Linh đang có mặt ở Việt Nam để hoàn thành nốt các công việc, dự kiến sau Tết Nguyên đán mới quay trở lại Angola. Anh chàng vừa về nước là có những màn quậy banh với Hằng Du Mục khi cùng sang Tân Cương livestream trong vườn táo đỏ và cũng cho ra mắt sản phẩm kinh doanh mới. Cách đây không lâu, Quang Linh còn được nhận chức Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là vinh dự lớn lao mà bản thân tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài để không phụ lòng tin tưởng của mọi người, anh Linh nói. Kênh YouTube của Linh với các video về cuộc sống châu Phi hiện có 4 triệu lượt đăng ký. Anh cho biết thu nhập từ kênh và các hoạt động kinh doanh được sự ủng hộ của cộng đồng sẽ được sử dụng để phục vụ cộng đồng ở cả Angola và Việt Nam. Trong khi đó, Khoai Lang Thang thì vừa hoàn thiện xong chuyến du lịch khám phá ở các quốc gia châu Phi. Đặc biệt, anh chàng còn tâm sự đạt được ước mơ khi tới nơi Quang Linh sinh sống. Đó là Madagascar, nơi được mệnh danh là lục địa thứ 8 của trái đất tại châu Phi. YouTuber Khoai Lang Thang có tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991 và lớn lên ở xứ Dừa Bến Tre. Lúc nhỏ, theo giọng miền Tây đọc Hoài Phương là Quài Phương, đi học bạn bè hay đọc lái lại là Vườn Khoai nên thành biệt danh cho tới bây giờ. Sau khi thành lập kênh YouTube, anh lấy tên là Khoai Lang Thang. Với vẻ ngoài điển trai, tính cách hài hước, duyên dáng, hóm hình, chất giọng miền Tây ngọt ngào, Khoai Lang Thang không chỉ nhận được rất nhiều sự ủng hộ mà còn truyền cảm hứng và yêu thương đến cộng đồng.